Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe cho anh chị và các bạn ha. Bên cửa hàng anh Dương ha. Cũng đó đủ tất cả các dòng nha mọi người. Đó, toàn là xe siêu lướt nha. Các bạn nên hiểu rằng siêu lướt là xe gì ha. Có nhiều anh em mới quay lần đầu một hai lần vô comment linh tinh đấy. Thì anh chị và các bạn mình cứ xem kỹ đi một vài lần đi rồi mình biết ha. Rồi, thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Dương. Dạ, chào anh em, chào các chú nha. Chào các chiến hữu 63 Tân Thành. Dạ, em là cửa hàng xe máy nằm ở Bình Dương nha mấy anh em. Dạ, ngay sát bên chân cầu Phú Long hoặc chợ Lá Hiêu đó nha. Mình bên đây chuyên dòng Ken, hàng xe Ken, xe lướt, xe Gin. Bao không cái ngã, bao không đâm đụng nha anh em, bảo hành anh em 2 năm. Đó. Bên đây tất cả mình nói là bao hồ sơ hoặc bao tên hết nha anh em. Xe bên đây là ví dụ anh em mua là cứ yên tâm mà làm việc ở Bình Dương hay làm việc thành phố mình cứ đi. Ra tên toàn quốc cho anh em nha. Mua mình ra tên hết, bảo hành 2 năm. Đó, dù ba đầy đồ linh tinh này nọ như ghét chống đổ rồi ba ga rồi ví dụ anh em thích chống chợ là mình có mình tặng anh em hết luôn nha. Đó, mình bên đây thoải mái lắm. Còn mua xe mình được nắng nón bảo hiểm tặng nhớt đầy đủ nha anh em. Đó, xe là anh em yên tâm, y một con xe Gin xe mới. Nói bên mình là bán xe 90-95% y một con xe mới nha anh em. Dạ. Xe sao nói vậy cho anh em dễ nha. Rồi, dạ. Thì hôm nay thì có về thấy có con F21 nè mọi người. Dạ. Hàng này cũng sưu tầm. Dạ. Bao phê cho anh em nha. Con này mới cứng luôn. Dạ. Đi 2600 coi nha mọi người. Đó, bạn nào mà đang có ý định mua F21 thì mình nghĩ mua con này tiện. Dạ. Dạ. Như xe mới. Dạ. Lên kèn xe bạn nha anh em. 2600 coi. Dạ. Con này đời nhiêu anh? Con này đăng ký 21 anh. 2021 luôn. Dạ đúng anh. Xe mới. Rồi. Dạ. Con này hiện tại giá là nhiêu anh? Dạ con này em bán 64 triệu bao tên nha anh em. 64 triệu bao tên. Dạ 62 triệu giao hồ sơ cho anh em tự bấm biển nha. Đó, mua thì các bạn những cái bản như này thì các bạn chắc tiết kiệm được nhiều khá nhiều đấy. Dạ. Bao phê cho anh em. Rồi, sẵn bên này thì mình chuyển qua con AB 125. Dạ. Phiên bản đặc biệt luôn rồi mọi người. Dạ. Lux Edition. Dạ. Con này hiện tại giá sao anh? Dạ con này em bán là 40 triệu bao hồ sơ. 40 triệu bao hồ sơ. Con này dạ. Đi mấy ngàn coi thôi. Coi mình trả 4.000 anh Việt. 4.000. Dạ đúng rồi. Ok. Rồi, con Vision nữa nè. Dạ. Vision nay mình bán hạ giá là còn 30 triệu bao tên cho anh em nha. 30 triệu bao tên. Dạ đúng rồi, 30 triệu bao tên cho anh em con Vision. Rồi, về Vario 125 nè mọi người. Dạ. Vario 125 thì hiện tại còn khá nhiều. Thì có gì để mình quay thêm ha. Hiện tại giá của nó là từ 42 cho tới 44 triệu ha. Dạ. Nhiều màu lắm, các bạn thích màu nào thì mình cứ lựa chọn nha. Rồi, ok. Đây, bên này thì Rider đây. Anh em hỏi Rider khá nhiều. Con này là Rider sim mới nè mọi người. Dạ. Con này thì 48 triệu bao tên á. Còn phía bên này là con con này là màu Rider màu cà rốt anh. Cà rốt. Dạ. 39 triệu bao tên. 39 triệu bao tên. Với con màu đỏ này nữa anh chị. 39 triệu là bao tên chọn gói nha. Còn 37 triệu là giao hồ sơ cho anh em tự bấm biển. Ok. À. Còn bốn con này chọn gói là 39 triệu bao hồ sơ. Còn 41 triệu là bao tên cho mấy anh em nè. Mấy này cũng mình cũng quay mấy lần rồi, anh em có gì dạ. Tham khảo không? Dạ, nói chung Raider là mình rất là nhiều. Nhiều màu, màu gì cũng có nha. Màu xanh, màu gì, xanh trắng, màu đen nhám gì, màu gì mình cũng có nha anh em. Mình bỏ nha, thì mình để đây nó rộng khoảng cách rộng cho anh em coi. Hả? Cứ anh em thích Raider là cứ alo mình, nhắn tin kết bạn Zalo mình. Mình sẽ gửi mẫu cho anh em coi nha. Hả? Hàng okay. Bao phê, bao đẹp cho anh em. Mấy này thì Raider nữa nè. Dạ. Quên Sonic, Sonic màu trắng đỏ racing nè mọi người. Dạ. Con này đi bao nhiêu anh? Racing này giờ các bạn mua xe mới tầm 65 triệu. Con này mình đi là 1.165 cây nha mấy nè. 1.165. Dạ đúng rồi. Đó, mua thì lợi cũng nhiều. Con này giá nhiêu anh? Dạ 50 triệu bao tên anh. 50 triệu bao tên. Dạ. Okay. Là 48 triệu là mình bao hồ sơ cho mấy anh em nha. Dạ. Ok. Rồi. Qua con Sonic bên này. Con này đi mấy trăm coi đúng không? Dạ đúng rồi anh. Đi 1.400 cây luôn anh. 1.400 coi. Dạ đúng anh. Con này giá là 50 triệu bao tên cho anh. 50 em. Triệu bao tên luôn. Dạ. Rồi, về VinX nè mọi người. Dạ. VinX con này còn duy nhất con Tem Sơn. Nên bán 36 triệu bao tên cho mấy anh em. 36 triệu bao tên. Dạ đúng. 1.000 mới đúng không? Dạ đúng rồi. Máy bao phê cho anh em nha. Bình. Ok. Có ba ga chống đổ đây ngoài. Ok. Rồi. Ad 155 mở kinh thì ở đây thì mình nói là 50 với mở kinh rồi thì quá nhiều rồi. Dạ đúng rồi. Không cần phải bàn nữa. Dạ. Rồi con Tem Sơn bên trong. Con Tem Sơn bên trong là 35 triệu bao hồ sơ cho anh em. 35 triệu bao hồ sơ con đó dạ. Mở kinh à? Con đó là mở kinh. Mở kinh. Dạ. Rồi.
Màu đen đen nhám đó anh. 35 triệu luôn anh. Rồi, 35 triệu bảo hồ sơ hết. Toàn là đời cao nha mọi người. Dạ. Đời cao đi ít nè coi á. Đây là ẹt mắc kinh màu đỏ mắc nữa nè anh em. Dạ. Con mắc kinh này 36 triệu mình bao hồ sơ cho anh em nha. Đi bao nhiêu ngàn anh? Dạ. Để này này, nay mình dồn lên đây hay chặt chút sẽ ken thông anh em yên tâm nha. Con đi 5 ngàn, đúng 5 ngàn nha anh em. Bao ông tô hồ nha anh em yên tâm nha. Ok. Dán keo nguyên con nha anh em. Đó. Rồi. Con này biển 36 nha anh em. Con này ẹt biển số 36. Con đi 2371 cây. Dạ. Có đèn rồi anh em, thấy dễ thương không? Đó, chế cái đèn này khắp. Con này giá sao anh? Dạ, con này mình bán 36 triệu bao hồ sơ cho mấy anh em. 36 triệu bao hồ sơ. Dạ đúng rồi. Đăng ký 21 nha anh em, tem xanh đàng hoàng nha. Đúng đời đúng đất đó. Bên mình bán xe là đúng đời đúng đất nha anh em. Đó. Rồi. Dạ. Mở king rồi mọi người, mở king dạ. Mẫu đỏ bóng rồi. Con đi 16 cây số anh em có gì liên hệ nha anh em. 16 cây số thôi, như dạ, xe mới. Như xe mới nè anh em, cho phân văn cho anh em coi có nhiều lúc anh em vô nói ở xe tu ủng hộ xe này xe nọ mà lâu lâu mình lấy coi trưng bày cho anh em thấy coi nha. Đó, cái gì anh em liên hệ con này nha. Đó. Tại vì okay. Con mình coi con ở té ngã sao ha, đâm đụng sao ha, vết chày sao sao. Mình sẽ có con này làm mẫu cho anh em nha. Đó. Còn con này con ẹt đang nhám nha anh em. Đó. Đây là con ẹt đang nhám. Con ẹt đang nhám chạy 3 ngày cây anh em. Dạ. Ẹt đang nhám. 21 nha anh em, tem xanh luôn nha anh em. Tem xanh 321 luôn. Đó, đăng ký là 221 là năm sản xuất của 21 luôn nha anh em. Đúng đất đời đất yên nha. Giá sao anh? Giá hàng 3X anh em, 38 triệu bao hồ sơ cho mấy anh em. 38 triệu bao hồ sơ. Dạ. Rồi, qua con bên này. Dạ. Con bên này là con này nó chạy 1.366 cây nha mấy anh em. 1.366 cây. Dạ đúng anh. Bảy cơ. Đây hàng 3X anh em nha. Rồi, bên này mệt king nữa nè mọi người. Mệt dạ. King màu đen vàng chanh. Dạ. Màu mới. Bao phê cho anh em luôn nha. Đây, con vàng chanh kia anh em ở Đồng Tháp ủng hộ hết con rồi. Còn một con á. Dạ còn một con thôi. Dạ. Bảy cơ. 3X anh em. Tại mấy hàng này hàng nó ken ken nó lướt lướt 21 không nhìn nè. Đó nên mình đó hàng 3X. Còn 3X là 38 39 gì đó anh em. Đó rồi. Vậy. Con cái này cam đen nữa nè. Dạ cam đen. Dạ. Con này chạy chưa nhít sơn luôn nha mấy anh em. Con này mình nó là chưa nhít sơn luôn nha. Nó không té ngã nha anh em nha. Đó, hàng bao phê bao chuẩn cho anh em. Dạ. Giá sao anh? Con đồng hồ nữa. Con này chạy 3 ngàn nha mấy anh em, đăng ký 21. 3 ngàn. Dạ đúng rồi. Con mình bán 38 triệu bao sơ. 38 triệu bao sơ. Dạ đúng rồi. Rồi. Qua con bên này thì 150 nữa nè mọi người. Dạ 21 luôn mấy anh em. Dạ 21 luôn nha mấy anh em. Con này chạy 4 ngàn cây nha mấy anh em. Đúng 4 ngàn cây nha anh em. Xe không đâm đụng, không dứt té ngã gì hết nha anh em. Không chạy trụ gì hết anh em yên tâm nha. Đó. Xe là chùm keo nguyên con luôn nha mấy anh em. Con này giá sao anh? Dạ con này 38 triệu bao hồ sơ cho mấy anh em luôn. 38 triệu bao hồ sơ. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp tục con mở kinh. Mở kinh. Dạ. Bao ken bao phê cho anh em nha. Con bán 39 triệu bao hồ sơ cho mấy anh em nha. 21 nha anh em, chưa nhít sơn luôn nha anh em. Coi nè, coi sơn nè. Mấy mẫu này giờ các bạn mua cũng tiết kiệm đi nhiều dạ. Lắm. Tại dạ. Vì mẫu mở kinh nó tới 5 mấy triệu mà. Dạ. Mình có con về là 40 triệu bao tên luôn nha mấy anh em. Màu này mình rất là nhiều. Ngoài tiệm mình cũng có một con quả nha mấy anh em. Đó. Nói chung là anh em mua thì mình cứ đi tham khảo đi. Dạ. Lúc anh em không biết giá ở ngoài bao nhiêu cứ nghi người ta báo như thế mình ra hỏi thật. Con này chạy 3 ngàn nha mấy anh em. Okay. 3 ngàn. Năm sản xuất là 21 luôn nha mấy anh em. Mình ký 21 luôn. Tại cho trên... Dạ. Cái này. Con này con ẹt anh em. Ẹt màu đỏ nhám, đỏ nhám nói chung là nhiều lắm, nói chung là mình bao mình đang nhám. Đỏ nhám này ví dụ tiệm nhiều lắm. 5.600 nha anh em, con này chạy 5.600 cây nha mấy anh em nhớ nha, đăng ký 21 nha, con này bán 38 triệu bao hồ sơ cho mấy anh em nha. 38 triệu bao hồ sơ. Dạ đúng rồi anh. Đó, đăng ký là 21. Màu xanh ngọc. Dạ. Màu xanh ngọc còn bộ mấy con này là cứ 38 triệu bao hồ sơ cho mấy anh em nó hẳn giá luôn 21 nha anh em. Còn hàng 3435 vẫn có cho mấy anh em nha. Đó. Hàng xe ken xe lướt không nha anh em. Anh em ngó tiền là 21 không. Đó, mình sưu tầm là 21 không anh em yên tâm nha. Không té ngã, không dứt chạy. Dạ, giá nào cũng có cho mấy anh em nha. Đó, mấy cái bản mà giới hạn gần như mình thấy có đủ, chỉ có thiếu mỗi con bạc cam thôi. Dạ đúng rồi. Bạc cam nó bữa về thì cũng lại bán rồi. Dạ đúng rồi. Còn lại 3 mẫu còn lại là có đủ ha. Dạ. Của 150 nha mọi người. Dạ. Rồi. Xuống Vinner V3 này, Vinner X chứ. Vinner X phiên bản đường đua. Dạ. Thì hôm nay còn con này nè. Một dạ. Ngàn mấy chục coi á. Dạ. Với 37 triệu bao tên. Dạ. Còn gói nếu mà anh chị và bạn thích cái dòng Vinner chưa lăn bánh. Dạ. Đó, chưa lăn bánh thì cũng còn nhiều á, còn chắc tầm 7-8 con gì đó. 7-8 con đúng không anh? Giờ chia sẻ qua về tiệm bên kia để qua kia nó dưới trong nhà. Đó.
Còn 7-8 con gì thì giá của nó là 35.500 bao tiền á. Xe chưa lăn bánh là xe mới nha mọi người. Dạ. Rồi, bánh này thì Vinner V3 nè. V3, 38 triệu màu đen màu này nha anh em. Cứ 38 triệu. Là chọn gói nha mấy anh em. Cứ anh em hiểu là cứ chọn gói ra tên 38 triệu. Dù anh em có 30 triệu đưa mình trước 30 triệu, chừng nào có bản số anh em lại đây. Đó, đưa 8 triệu cho mình lấy cờ vạc, lấy bản số anh em ngay huyện, ngay tỉnh thành anh em về nha. Cái này chú ý nha, cái này là sim mới nè anh em mình. Dạ, cứ mình đi tham khảo đi. Dạ, sim mới. Rồi được thì ủng hộ nha. Dạ. 38 triệu bao tiền trọn gói, dạ, không phát sinh phí á. Dạ, không phát sinh 1.000 tiền phí nào nha mấy anh em. Bên này còn bản ABS, có màu đỏ kia tương tự nè, màu đỏ kia là 39 triệu nè. Dạ đúng rồi. Còn riêng về đây, bản ABS thì hiện tại có màu đỏ nhám nè. Dạ. Màu bạc nhám này, dạ, và màu đen vàng đồng này. Dạ. Hiện tại cứ 42 triệu con luôn. Dạ đúng rồi. Bạc. 42 triệu con bao tiền. Xe dạ thì nói chung là xe đã qua sử dụng rồi. Dạ. Đối với con mấy con đó mà gọi là siêu lướt, mấy chục coi hoặc là 200 coi á. Dạ. Anh em nào mua thì mình tranh thủ thời gian mình ghi ha. Dạ. Rồi. Nãy có cái Vario mình nói đi. Vario 125 nè mọi người. Dạ. 25 khá nhiều. Dạ. Cứ 42 triệu con anh em bao tên mấy này. 42 giờ tao 44 một con. Dạ đúng rồi. Đó, như con này là 42 triệu con, bao tên đi cho cũng tầm 1-2 ngàn vậy. Dạ đúng rồi, cứ màu đỏ là 42 triệu con, bao tên cho mấy này. Tại vì các bạn biết sao không, nhiều lúc đó mình ít khi lười báo giá, báo cái đồng hồ. Lâu lâu báo cho anh chị và các bạn thôi. Tại vì có những con 1.000 coi á, có những con cực ken thì hai anh chị và các bạn mình tới á, mình có thể mình so sánh được hai con xe với nhau. Dạ. Các bạn cứ bảo tua là không phải đâu. Dạ. Các bạn cứ tới các bạn coi cái con 20-30 coi á, nó khác với cái con 200-300 coi như thế nào. Dạ. Ở đây nó có đủ mà cho mọi người so sánh thôi. Con này 60 mấy cây nè anh em. 6 mới coi nè. Dạ, 6 mấy cây số. 6 mới coi thì con này giá cao hơn nè. Dạ 47 triệu bao tên. 47 triệu nè. Dạ, bao tên chọn gói cho mấy anh em. Đó. Còn đồng loạt là cứ 42-44 triệu bao tên cho mấy anh em hết nha. Vario 125 thì giá nó như thế á. Dạ đúng rồi. Thì mua trả góp thì cứ chuẩn bị từ 4 cho tới 7 triệu tùy. Dạ. 3 triệu là cũng nhận xe được, 1 triệu cũng nhận xe được nha anh em. Vario 150 thì hiện tại là giá là Vario 150 là giá giờ còn hai con màu đỏ quay mình bán đồng giá hết là 50 triệu bao tên. 50 triệu bao tên. Đó, còn hai con màu đỏ nhám thôi nha mọi người. Ở ngoài tiệm á có gì mình sẽ quay sau cho mọi người ha. Dạ. Rồi. Anh chị và các bạn mình có thể ghé qua kênh YouTube xe máy Trùng Dương của anh Dương để mà cập nhật cái lô ở ngoài tiệm ha. Dạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn anh em. Cảm ơn bà con rất nhiều. Dạ.